Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương xin trân trọng giới thiệu quý vị. Đây là chiếc Captiva máy xăng số sàn, được sản xuất năm 2007. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương với giá là 268 triệu đồng. 268 triệu đồng cho một chiếc Captiva số sàn máy xăng sản xuất năm 2007, xe 7 chỗ gầm cao. Đây là chiếc xe 7 chỗ gầm cao Captiva 2007. Xe tư nhân, chính chủ một chủ từ đầu. Tư nhân chính chủ một chủ từ đầu. Xe được sản xuất năm 2007. Captiva số sàn, động cơ xăng 2.4MT, được chào bán với giá là 268 triệu đồng. 268 triệu đồng cho một chiếc Captiva 7 chỗ, xe 7 chỗ gầm cao, số sàn. Hiện nay đang được chào bán với giá là 268 triệu đồng ạ. Mình xin quay về chi tiết thân vỏ của chiếc xe, sau đó thì mình sẽ quay đến nội thất rồi máy móc. Xe hiện nay đang có hai đèn bi. Thứ nhất là đèn pha, đèn bi xe lưng siêu sáng, và đèn gầm cũng đèn bi. Xi nhan trên gương. Bốn phanh ABS, la răng đúc. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 268 triệu đồng. Xe được trang bị ghế chỉnh điện, gương kính chỉnh điện, cụp điện, màn hình camera lùi, cảm biến lùi. Đây là về phần nội thất của chiếc xe. Chiếc xe này thì nó được trang bị gạt mưa sau và nó có cả mở được kính. Đây ạ, 7 chỗ ngồi. Xe 7 chỗ ngồi. Đây là phần nỉ này, nó hơi bẩn một chút, về mình có thể cho dọn vệ sinh nội thất thì nó sẽ sạch. Đây là xe 7 chỗ. Khi bình thường thì mình có thể để như này thì rất là ok. Còn khi nào mà các bạn muốn thì các bạn có thể giật cái ghế đây lên như này. Đây ạ, giật ghế lên ạ. Xe gầm cao 7 chỗ Captiva máy xăng 2.4, hiện nay đang được chào bán với giá là 268 triệu đồng tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương. Xe này keo chỉ zin 100%, không lỗi gì. Máy số ngon. Trang thiết bị nội thất đây ạ, được có trang bị thiết bị màn hình camera lùi, đầu DVD, có khe thắm cắm thẻ nhớ. Xe được trang bị cân bằng điện tử, chống trơn điện tử. Đây ạ, chiếc xe này được trang bị cả hệ thống cân bằng điện tử, chống trơn điện tử và đổ dốc điện tử. Các bạn có thể nhìn thấy đấy ạ. Xe chỉ có giá là, được chào bán với giá là 268 triệu đồng thôi tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương. Bây giờ mình sẽ, đây các lốp của nó đây, các bạn có thể nhìn thấy lốp còn rất mới ạ, lốp còn rất đẹp. Các bạn cứ mua về đổ xăng chạy, không phải làm bất cứ thứ gì. Xe keo chỉ zin 100%, không lỗi nhỏ. Mình sẽ ghế chỉnh điện, gương kính chỉnh điện, cụp điện, cân bằng điện tử, chống trơn điện tử, đổ dốc điện tử. Mình sẽ đến chi tiết khoang máy.
cái khoang máy của chiếc Captiva thì nó có ben thủy lực rồi. Mình đẩy lên là nó có cái ti thủy lực, cái tự nó đẩy lên thôi, không phải chống chiếc gì cả. Đây ạ, đây là động cơ của chiếc Captiva, số sàn sản xuất 2007. Các bạn có thể xem xe trực tiếp tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương. Đây là mình vừa giới thiệu các bạn, đây là chiếc Captiva số sàn, động cơ 2.4 máy xăng, được chào bán với giá là 268 triệu, xe 7 chỗ ngồi gầm cao tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, hotline 0855 966 966. Xin mời quý vị về xem xe, chạy thử, test xe trực tiếp tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương. Xin trân trọng kính chào quý khách.